không? Có nói. Bây giờ thì ông chủ Tống này chết rồi, mắt cũng đã bị móc ra. Ta biết, nhưng ta đã nói rõ rồi mà, người không cho ta giết, làm sao để có thể chứng minh là người không có giết ông ta? Vậy làm sao chứng minh ta giết người đó? Vậy ông chủ Tống này chết rồi, mắt cũng đã bị móc ra. Ta nói thì do ta làm sao? Ít ra thì cũng đáng nghi, cho nên ngươi không thể đi. Tên họ Nhục kia, ngươi đang nhắm vào ta hả? Ta muốn đi thì sao đi? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải đi. Có giỏi thì giết ta đi. Tuy ta không có cách để giết ngươi, nhưng mà ta đã có cách để trị ngươi rồi. Cậu buồn thật sao? Sao ta thấy không giống gì? Cả đời cha cậu chỉ biết có phụ nữ thôi. Cậu cũng biết trong mắt của ổng cậu không là gì hết. Nếu không đã không đuổi cậu tới kinh thành, không cho cậu ở lại nhà này. Dù sao ông ấy cũng là cha của tôi. Thân thể này là do cha mẹ cho tôi. Ông cho tôi mạng sống, còn nuôi dưỡng tôi. Ơn này tôi không thể nào quên được. Cậu đang trả bài đó sao? Đây không phải là lời thật lòng. Anh Nương, tôi nói thật lòng mà. Là thật sao? Là thật hay giả thì trong lòng cậu biết rõ nhất. Mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Thiếu Sơn, còn bí mật của cậu nữa, đừng để ta nói bí mật của cậu ra. Lão gia đã không còn nữa. Chúng ta hãy nói cho rõ ràng tất cả mọi chuyện đi. Cho dù ta không nói, chắc cậu cũng biết rõ tâm ý của ta. Hãy nhìn vào mắt ta. Cậu kêu ta đừng nói thì ta sẽ không nói. Tâm ý đừng tới gần quá, tôi không thở được rồi. Thở không nổi là đúng thôi. Ta cũng thở không nổi đây. Lần này cậu tới kinh thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc về lại quên hết tất cả mọi thứ? Nói cho ta biết, cậu không có quên. Cậu không có quên chuyện gì hết. Cậu đều nhớ có đúng không? Cậu nói đi. Tâm Nương à, cha bị mất mất, trong nhà vẫn còn hỗn loạn. Lần này tôi quay về đây, tôi chỉ muốn chống đỡ cái nhà này, không muốn nó trở nên rối loạn thêm. Sau khi xong việc, tôi sẽ quay trở lại kinh thành. Cậu trở lại kinh thành sao? Vì sợ cho nên xa lánh à? Ý Tâm Nương là sao? Tôi không hiểu. Cậu không hiểu? Cậu không hiểu. Ta cũng không hiểu. Lần này mặc kệ như thế nào, cậu cũng phải dẫn ta rời khỏi căn nhà này, cậu biết không? Đây là không được rồi. Cậu không thích ta sao? Không phải không thích. Đừng hỏi nữa mà. Tâm Nương đừng ép tôi, trong lòng tôi khổ sở lắm rồi. Chỉ cần cậu vẫn còn thích ta, tất cả sẽ không là vấn đề. Ta sẽ đi với cậu, đi đâu cũng được hết. Chỉ cần cậu đồng ý, ta bảo đảm sau này sẽ không làm bậy nữa đâu. Tâm Nương à, không được đâu. Tâm Nương có nghe không? Các hòa thượng đã là pháp sự, đang đọc kinh đó. Linh hồn của cha tôi vẫn còn đang quanh quẩn trong nhà. Ông đang mở to mắt nhìn chúng ta, xem thử chúng ta có tham dục, dâm loạn, làm bại hoại gia phong không. Ông đã nhìn thấy hết rồi. Ông đã nhìn thấy hết rồi. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang muốn nợ ta phải không? Được, thì nợ đi. Nhưng cậu phải nhớ, mắc nợ thì phải trả đó, mà phải trả cả vốn lẫn lời.
thiếu quần. Ngươi nhìn đi, ta có cái gì nè. Ngồi yên, đừng qua đây. Nhìn đi, nè. Cái gì đây? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi. Tại sao lại bắt hắn? Thực ra không phải bắt đâu, mà là mời tới ngồi nói chuyện thôi. Không đúng, huynh mời ta tại sao? Còn đem vũ khí ra đổ quán, còn để theo nhiều người nữa chứ. Chúng tôi không có công vụ, không thể mang theo vũ khí sao? Hơn nữa, nếu ngươi không dùng súng trước, chúng tôi có cần động đến dao không? Đại tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy? Ra hỏi. Hỏi cái gì? Đương nhiên là hỏi về vụ án của Bạch lão gia và ông chủ Tống rồi. Hoàng kia, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn chết bao nhiêu người đây? Bước dây động rừng. Ngươi là thợ săn tiền thưởng thì có bản lĩnh lớn tới vậy sao? Còn chúng tôi thì ốc đậu hũ hơn, có bản lĩnh thì làm, còn không có bản lĩnh thì dỗ con hay sao? Vừa nãy chính miệng của Bạch Thế Quần nói hắn biết ai đã giết chết cha của hắn. Nói đi. Làm gì có mà nói. Ta nói vậy là vì họ uy hiếp ta thôi. Bạch Thế Quần, tôi không đoạn nói vậy bà. Đủ rồi. Từ bây giờ không được tùy tiện ra vào Bạch gia, đặc biệt là cô. Dựa vào đâu chứ? Thế Quần, đi. Mấy hôm nay vất vả cho cô rồi. Làm như vậy cũng gì bất đắc dĩ. Cả nhà cả thành đều nghi ngờ cô. Nếu như cô nói không rõ, không ai giúp được cô. Cô đưa tay đi. Cha mẹ con ở trên trời mà biết, chắc họ sẽ đau lòng lắm. Thê thảm thật, vừa mới bước vào cửa chưa được hưởng phúc. Đại tỷ. Chào đại phu nhân. Đổ nước. Dạ. Cô đương, cởi áo ra. Tôi không muốn cởi áo. Đừng mà. Thuận Nhi. Dạ. Đừng mà, đừng cởi y phục của tôi. Đừng mà, đừng cởi y phục của tôi. Buông ra đi. Đừng mà, đừng cởi y phục của tôi. Tắm xong rồi thì đưa cô ấy đến phòng của ta. An đại nhân, đây là thư hàm từ kinh thành tới đây. Bạch lão gia tới kinh thành đúng là để gặp Viên đại nhân. Bạch lão gia và Viên đại nhân là đồng hương với nhau từ Sơn Đông. Bạch lão gia cũng từng trợ giúp Viên đại nhân, giữa họ đúng là có một mối thâm giao. À, họ có nói gì hay không? Không có, hoàn toàn không có gặp mặt. Viên đại nhân phải tâm phúc để nói chuyện với Bạch lão gia. Về vụ làm ăn kiếm tiền, ông ta muốn hợp tác với Viên đại nhân. Nhưng mà là vụ làm ăn gì? Thì Bạch lão gia nói muốn biết vụ làm ăn gì thì gặp mặt hãy bàn kỹ. Viên đại nhân đã sắp xếp rồi, nhưng mà đột nhiên lão Phật gia lại triệu kiến ông ta. Ta nghĩ Hoàng thượng và Khang Hữu Di thật sự là có chuyện gì đó đó. Viên đại nhân và lão Phật gia bí mật nói chuyện với nhau nên không đi gặp bà lão gia được. À, đúng.
Sau khi Bạch Lão Gia về nhà thì bị giết. Xem ra hung thủ rất sợ Bạch Lão Gia và Diên Đại Nhân gặp mặt nhau. Không biết là tại sao. Đúng vậy, đây chính là điểm đáng nghi nhất. Nhưng Bạch Lão Gia và Diên Đại Nhân hợp tác cái gì? Ta thấy chỉ cần làm rõ điều này là chúng ta có thể phá án. Nhưng mà Bạch Lão Gia đã chết rồi, bây giờ chúng ta nên hỏi ai đi? Trời ơi, nhà có bốn thê thiếp mà ba người đã ở đây rồi, thiếu một mình tôi làm sao mà náo nhiệt được? Ý cô Mùi là sao hả? Ngôi nhà này dơ bẩn, từ khi Mùi gã về đây ngay cả nhà bếp cũng chưa từng xuống. Ta nghĩ nơi như vậy Mùi sẽ không thích đến. Tỷ nói như vậy, vậy tức là lỗi của Mùi rồi. Mở cửa cho sáng sủa rồi nói. Không ai được dẫn cổ đi hết. Ai cũng không được. Mùi tôn trọng lời đại tỷ một chút đi. Lúc Lão Gia còn sống, Mùi có dám như vậy không? Lúc mà Lão Gia vẫn còn sống, các người không phải cũng đối với tôi như vậy sao? Có chuyện gì cũng không giấu được tôi. Tưởng Lão Gia chết rồi, tôi dễ bị ức hiếp sao? Tôi không có ngốc đâu. Tôi biết, nếu Lão Gia để lại bí mật thì chỉ có cụ mới biết thôi. Tôi không có giết Lão Gia. Tôi không có giết. Mùi nhìn đi quấy sợ rồi. Đại tỷ à, cổ là con nít. Là người đã cướp đi Lão Gia, là yêu tinh đã hại chết Lão Gia. Cô là người hại Bạch Gia, là tăng tốc của Bạch Gia. Không, thôi đi, không thể trách cổ, cổ vô tội mà. Buông cổ ra đi, đừng làm cổ kích động ha. Thôi đi. Đi. Được, vậy thì chúng ta cùng đi. Hôm nay không ai được dẫn cổ ra khỏi nhà này. Nếu không chuyện này vẫn chưa xong. Đại tỷ muốn dẫn cổ đi là muốn tốt cho sức khỏe của cổ. Vậy để tôi dẫn cổ tới phòng của tôi sẽ chăm sóc cho cổ. Mùi không chăm sóc được đâu, chỉ có đại tỷ mới chăm sóc được thôi. Nhị tỷ à, tỷ dụ con nít sao? Con đó cũng biết, ai muốn dẫn cổ về phòng cũng muốn hỏi bí mật từ cổ mà thôi. Hay là như vậy đi, hôm nay không ai được dẫn cổ đi. Các người nói xong chưa hả? Tôi không đi, tôi không đi đâu hết. Tôi không đi. Không đi, không đi. Tôi không đi, tôi không đi đâu hết. Tôi không đi. Tôi không đi. Tôi không đi đâu hết. Giấu đâu chứ? Không biết. Cô đang tìm cái gì ở trong phòng của ta vậy? Ta đang tìm cái gì ở phòng Quynh hả? À, ta thấy chén nước này, Quynh để lâu rồi, để ta đi thay giúp Quynh. Thật là ngại quá, thật sự là ngại quá. Ta xin lỗi Quynh, để ta lau sạch cho Quynh. Thôi được rồi, đi đi. Vậy ta đi đây. Đi đi. Đại tỷ, lúc Lão Gia còn sống ở trên đời, đối xử với chúng ta rất tốt. Vậy chết rồi sao còn hù dọa chúng ta? Mùi có chắc là như vậy không? Đại tỷ à, theo như mùi thấy thì Lão Gia lúc còn sống đối xử với chúng ta rất tốt. Tại sao khi chết lại hù dọa chúng ta chứ?
Là lão gia dọa chúng ta sao? Như vậy không phải lão gia, vậy thì là ai? Nhị muội, muội cứ nghĩ đi. Lão gia bị ai giết chúng ta cũng không biết, nhưng tại sao phải giết lão gia? Tại sao phải dọa ma? Tại sao chứ? Tại sao hả? Tỷ đang hỏi muội. Muội không có biết. Muội thật sự không biết sao? Muội thật sự không biết mà. Này tỷ à, nói như vậy hình như tỷ biết cái gì hả? Tỷ không biết chuyện gì hết, nhưng tỷ cảm thấy là muội biết điều gì đó. Nếu không muội sẽ không đi gặp Vũ Hà một mình. Đại tỷ, muội làm sao biết được điều gì chứ? Muội không biết bất cứ điều gì hết, thật sự muội không biết gì hết mà. Dân bảo đầu, tên họ An đó có ai đỡ đầu không hả? Không nghe nói, hình như là không có. Tốt lắm, tôi thấy hắn ta rất là ngứa mắt. Ông cũng thấy như vậy thì xử hắn đi. Sao lại nói vậy? Cứ nghĩ thử coi, quan trên ai hắn tới đây làm gì? Điều tra vụ án. Nếu hắn phá không được thì sao đây? Phá không được thì gì? Nó có đơn giản vậy chứ? Ý ông là sao đây? Đã làm nghề như chúng tôi, nếu phá không được án, quan trên hạ lệnh xuống chỉ có tự mình hại mình mà thôi, so với cái chết còn đau khổ hơn rất nhiều. Cứ nghĩ tới bộ dạng đó, ta thích xem tới lúc đó hắn sẽ ra sao. Còn chết rồi thì không có gì để xem hết. Sao ông biết là hắn sẽ không phá được án? Chào đại thiếu gia. Mẹ, 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 mẹ đang làm gì vậy? Mẹ vừa làm rớt cái vòng, coi thử nó đang ở đâu thôi. Vậy tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Mẹ, có việc này không biết có nên nói với mẹ không? Nói đi. Thiếu Quân, vụ án của cha cậu thần tiên cũng không phá nổi đâu. Giang Bổ Đầu, hình như ông cũng biết được chuyện gì đó. Tôi ghét những người nào ấp ấp mở mở với tôi, nói nữa nói không. Ông đừng làm tôi nổi nóng đó. Cha cậu làm sao chết? Bị giết chứ sao nữa? Ai giết hả? Ông biết là ai hả? Mẹ, cha cậu đã bị giết chết trong cái ngày mà ông mới lập thiếp. Mẹ không cảm thấy đây chính là một âm mưu sao? Âm mưu? Cái cô gái tên Vũ Hàm đó là từ đâu tới? Cha mẹ là ai? Nhà cổ ở đâu? Không có ai biết hết. Chỉ có một mình ông Vũ Tấm là biết rõ những điều đó mà thôi. Nhưng mà An đại nhân bên nha môn đang điều tra, thì đêm hôm đó ông Vũ Tấm đã bị người ta giết chết. Mẹ có cảm thấy có người ở trong tối đang tiếp tục kế hoạch hay không? Mẹ cũng có suy nghĩ giống như con. Mẹ, không lẽ chúng ta cứ để yên cho người ta giết hay sao? Ý con là sao hả? Ai đã giết thì ta không biết, nhưng mà tại sao lại giết cha cậu, điều đó thì ta biết. Ai? Cậu Lão Tam. Hắn nói cái gì? Cậu Lão Tam nói với ta là cha cậu biết một bí mật, chính bí mật này giúp cho người ta phú quý thiên thu vạn kiếp mới dẫn tới họa sát thân. Ai có bí mật này thì người đó sẽ phát tài, còn ai không giữ bí mật này chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Chính cha cậu không giữ được bí mật nên mới bị người ta giết chết, bị mất mắt nữa. Dạ, tôi có bí mật thì tôi biết. Làm sao cậu biết?
Từ lúc còn sống ông ta đã nói. Là bí mật gì cậu có biết không? Tôi không biết. Vậy tức là sao đây? Tôi sợ sau khi tôi biết được bí mật này rồi cũng sẽ bị giết như vậy. Rốt cuộc đó là bí mật gì chứ? Ý con là loại trừ vũ hàm? Không không không, mẹ đã hiểu lầm ý con rồi. Không thể tàn nhẫn như vậy được. Ý con là đưa cậu tới một nơi nào xa một chút. Xa là nơi nào chứ? Con muốn đưa cậu tới Kinh Thành, nơi có bệnh viện tâm thần của người Tây Dương. Cô ấy điên thật hay sao? Không nhìn ra được là thật hay giả nữa. Càng kỳ lạ hơn, hình như là An đại nhân biết cổ. Cô ta tên là Như Ý. Cô gái này cũng thật là kỳ lạ. Cho nên càng không thể để cô ở lại Bạch Gia. Không thể ở lại Bạch Gia là không thể sống trên đời này. Mẹ, như vậy không có được đâu. Hay là cứ giữ lại mạng của cổ đi. Mẹ cũng không muốn loại trừ cổ sớm vậy. Nhưng thật sự chỉ có cổ mới biết được ai là hung thủ giết cha con. Vì đêm đó chỉ có cổ ở bên cạnh cha con. Mẹ đã đợi, đợi cho cổ tỉnh lại, nói rõ chân tướng sự việc. Nhưng cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết là cô ta có điên thật hay là điên giả nữa. Thật đúng là vận mạng xui không thể tránh của Bạch Gia. Cha con lại đồ háo sắc, không lấy cổ thì đâu có gặp quả, cũng đâu đến nỗi mất mạng. Giữ cô ta lại chỉ bằng loại trừ đi. Mẹ, mẹ không thể ra tay độc ác như vậy được. Việc này con không cần lo. Mẹ, Giang Bổ Đầu, ông nói cậu lão ta nói cho ông biết bí mật này là sao đây? Lúc đầu hắn không nói, tới lúc tiễn ta xuống núi hắn mới chịu nói. Hắn kêu ta về thương lượng với cậu, để chúng ta liên thủ lại tìm cho ra bí mật. Hắn không sợ bị chết à? Hắn không sợ bị móc mắt hay sao? Cô ta ở đây có ai dám cả gan móc mắt hả? Bí mật do một người giữ thì không thể thực hiện được, một nhóm người thì mới có thể. Tài sản kiếm được chia đều ra, ăn một mình dễ mắc nghiện chết lắm đó. Đúng, cha tôi ăn một mình cho nên mắc nghiện chết. Không phải sao? Ngay cả con trai của mình mà cũng giấu, còn không phải chết nghẹn thì là gì? Cái bí mật này đã theo cha cậu ra đi, tên họ An làm sao phá được chứ? Hắn còn không biết đây là một bí mật gì thì mãi mãi không phá được hắn. Huống hồ hắn còn không biết cha cậu có bí mật mà mang quả sát thân, không có chút manh mối. Tiểu tử ngạo mạn với ta, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Vậy ông nói coi, rốt cuộc thì cha ta đã giấu bí mật gì đây? Ê, tiểu thư à, cô muốn đi đâu vậy? Lần trước ta đã đến chỗ này rồi mà bỏ sót mấy chứng cứ quan trọng, ví dụ như chi tiết dầu của Như Tác mạng Thái Thái, nên ta tới đây hỏi bà ấy về việc. Ê, cơm của hạ nhân không dễ ăn đâu, tôi không thể cho tiểu thư vào được. Ta nói cho ngươi biết, ta là phụng lệnh An đại nhân để tới đây. Ngươi thấy chưa, đây là lệnh bài của thợ săn tiền thưởng do triều đình ban. Mời tiểu thư. Xính Nguyên à, lệnh bài của huynh được lắm. Coi bổn tiểu thư phá được vụ án này như thế nào đây. Là cô. Sao ta lại gặp huynh ở đây chứ? Bổn cô nương phá án đi đâu cũng gặp huynh hết. Ê, câu này ta nói mới đúng nha. Sao đi chỗ nào cũng gặp cô vậy hả? Nè, huynh gặp ta coi như là gặp Mai rồi có biết chưa? Ta nói huynh biết, lần trước nếu không nhờ ta, huynh đã trở thành bồ câu quay rồi. Đúng vậy, trước đa tạ cô nương. Nè, mượn lệnh bài của ta
coi như trả ơn cứu mạng rồi, tóm lại là không ai nợ ai. Quên biết hả? Linh bài của ta chỉ dùng vào những chuyến lớn thôi, cô lại chỉ dùng để vào Bạch Gia thôi sao? Không nợ thì không nợ, vậy ta đi tra án đi. Cô đứng lại. Tra án? Vậy cô nói thử coi, vụ án này cô nắm được bao nhiêu đi? Quỳnh hỏi ta làm gì? Vậy Quỳnh nói thử, Quỳnh đã nắm được bao nhiêu? Ta không nắm được cái gì hết, ta chỉ biết cô và Dục Thái đang cản trở ta tra án thôi. Hả? Ta là nữ đệ nhất bộ khoái Đại Thanh mà. Đệ nhất Đại Thanh? Là số 1 đếm từ dưới lên á. Ta chỉ sợ cô càng biết nhiều sẽ càng chết nhanh. Hả? Ý của Quỳnh là sao hả? Thôi được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. Buông ta ra. Trái đồ gì? Trái rồi kìa. Trời ơi, không sao đâu, có nhiều người dập lửa rồi mà. Nhị tỷ à, có việc này muốn thỉnh giáo tỷ. Tỷ không biết chuyện gì hết. Ở Bạch Gia này tỷ chỉ quản bọn hạ nhân vào nhà bếp thôi à. Đừng có sợ, muội chỉ hỏi chuyện tỷ biết thôi. Tới phòng muội uống trà đi. Đi thôi. Nhị tỷ à, tỷ đừng có giả vờ với muội nữa. Lúc lão gia còn sống có nói với muội, tỷ là người lão gia tin tưởng nhất, trung thành với lão gia chỉ có mình tỷ mà thôi. Lúc còn sống lão gia có nói gì với tỷ không vậy? Có để lại lời gì không? Không có. Hả? Không có sao? Ta muội thật sự không có mà. Muội nói bao nhiêu năm nay trong Bạch Gia này tỷ là người như thế nào muội cũng biết. Tỷ là người không có chủ ý gì hết, chỉ làm theo chủ ý của lão gia. Lão gia có để lại lời nhắn gì tỷ có thể giấu muội sao? Cho dù tỷ có giấu được trời thì tỷ cũng không thể nào giấu được muội mà. Là thật sao? Tam muội, tỷ phải nói sao muội mới chịu tin đây? Không cần nói, muội sẽ nghĩ ra cách để tỷ phải nói ra bí mật này. Muội vẫn không chịu tin. Được rồi, được rồi, tỷ về đi. Tam muội, nhị tỷ, đi đi. Tam muội à, tỷ khuyên muội, muội đừng đối đầu với đại tỷ nữa. Chúng ta là người một nhà mà. Ai là người một nhà chứ? Nhị tỷ cũng biết, mấy năm nay muội không hợp với đại phu nhân. Nếu như Bạch Gia có muội thì không có đại tỷ. Trong nhà có ma nhát, có phải là... có phải là... là do muội là... ai biết là ai đã làm chứ? Đúng, ai mà biết là ai đã làm chứ. Nè, không nói nữa, dù quả quạng vừa rồi nhị tỷ có tin là do muội làm không? Tỷ phải trở về phòng đi. Đi thông thả nha. Quỳnh dạy cảm thôi. Trời ơi, Quỳnh làm cái gì vậy? Nói cho cô biết, hôm nay cô làm gì tôi cũng coi như không thấy. Quỳnh nên biết điều hơn đi. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội phá án. Quỳnh đợi đi. Nếu không phải hôm nay giúp cô phá rối, ta đã cứu được người rồi. Quỳnh muốn cứu ai? Là cứu Vũ Hàm hả? Nếu Quỳnh nói sớm với ta thì ta có thể giúp cho Quỳnh rồi. Bộ khoái tiểu thư, việc cứu người không phải đưa ra từ cửa lớn đâu. Cứu người không phải dùng lệnh bài là cứu được. Nếu làm theo cách của cô, người cứ cổng ra được rồi cũng sẽ bị bắt lại mà thôi. Nói cho cô biết, hôm nay coi như là không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đồn ra ngoài, cô có 8 cái miệng cũng không nói rõ được. Nếu sau này còn cản việc của ta làm, ta còn tha cho đâu. Sinh Nguyên à, mẹ, mẹ muốn làm gì? Như vậy còn không hiểu sao? Mẹ không thể làm gì được. Thiếu Sơ,
Không độc không phải trượng phu. Sau này con muốn làm chuyện lớn thì con phải độc ác. Đây, con hãy bỏ vào đi. Không, mẹ, không được đâu. Nhanh lên. Được gì hết? Hả? Mẹ. Lý Trung Thiện. À, tới đây, tới đây. Đại phu nhân, mang phần cơm này đến cho Vũ Hàm đi. À, sao đối xử tốt nhớ vậy? Có thịt rồi à? À, chả cần gì cá nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau mang đi đi. À, dạ dạ. Đợi đã. Canh chừng cô ấy uống cho hết. Ở nhà tôi biết rồi. Mẹ, như vậy không được đâu. Mọi người vô tội, thiên lý bất dung. Cha con làm sao chết? Phu thê ông chủ Tống làm sao chết? Đây là vô tội sao? Đây là trừ hại. Nhưng mà Vũ Hàm đâu có giết người đâu. Phải cần đích thân ả ra tay. Mẹ, đừng gây thêm vụ án quan nữa mà. Trời ơi, sao cứ muốn làm mẹ tức chết hả? Không có chút khí khái đàn ông. Mẹ có bao giờ nghĩ là cô gái này không có liên quan gì hay không? Lỡ như cha con có để lại lời nhắn gì thì sao? Không thể nào. Cha con và cô ta động phòng chưa tới một canh giờ nữa. Làm gì có chuyện cha con nói gì với cô ta được. Mẹ nghe con đi đều làm sai mà. Không có gì là sai. Mẹ hận ông ấy vô cùng. Hận tất cả những người đàn bà mà ông ấy lấy. Tử ca, sao đối xử với cổ tốt quá vậy? Con cho bao nhiêu là rõ ngon. Tiểu tử thầm làm hả? Ngươi thèm hả? Hay ngươi mang về đi. Ê, Tử ca, đây là Quỳnh nói đó nghe. Vậy tôi ăn trước à. Bộ muốn chết hả? Tử ca, không lẽ đây... Đừng có hỏi nữa, mau đi đi. Lý Tùng Thiện. Chào nhị thiếu gia. À, làm gì đó? À, tôi mang cơm cho tướng phu nhân. Wow, canh gì cá, còn thịt nữa. Sao tốt tới vậy chứ? Đại phu nhân đại phát từ bi. À, nhị thiếu gia, không phải đại phu nhân, là tam phu nhân. Tam phu nhân nói tướng phu nhân thật đáng thương, cho nên cho cô ăn ngon chút xíu để bồi bổ đó mà. Không ngờ lại có lòng tốt như vậy. Mau đi đi. À dạ, đi liền. Các người muốn làm gì? Ta không có giết lão gia. Ta mẹ, không giết. Để ta. Tiểu nữ tử, đừng có sợ. Hả? Hãy nhìn tôi đây là cái gì đây? Lại đây. Đừng sợ, mau lại đây. Tới đây. Hả? Ngồi đi. Này thật là xinh đẹp, nhìn cứ như tiên nữ hạ phàm. Đi theo cha ta chỉ có tiêu thôi. Nè, nói cho ta biết, cha ta đã làm gì cô chưa? Hả? Tướng phu nhân, đừng chỉ lo ăn cơm thôi, uống canh đi. Đây là canh gì cá thượng hạng luôn đó. Ngon dữ lắm, uống đi. Con đừng có uống.
Lý Tùng Thiện. Dạ. Tại sao Tam Phu Nhân lại tốt bụng như vậy? Thì sao tôi biết được? Ấp úng cái gì? Đâu có ấp úng đâu mà. Không có hả? Tôi. Lắp ba lắp bắp. Vậy ông uống thuốc cái này luôn đi, nó bậy gì chứ da. Tôi ăn cơm rồi, uống vô no lắm, bể bụng á. Ông không uống cũng được. Tìm cho tao một con vịt, rồi cho con vịt uống. Dạ, tôi đi ngay. Dương Đại đâu rồi? Dạ. Để cô vịt tới đây. Dạ. Lý Tùng Thiện, không phải tôi làm, ai ra lệnh hả? Không biết gì hết trơn, không biết phải không? Có tin ta bắn bể đầu không? Xin tha mạng, đi tới giờ tha mạng, tôi tự tôi không có làm, không biết gì hết trơn hả? Trời ơi, Lý Tùng Thiện, ông làm cái gì vậy? Trời ơi, là gì nữa đây? Gà bay chó nhảy gì nữa? Tên nô tài này muốn giết chết tướng phu nhân đó. Lý Tùng Thiện, đứng lên. Nhưng đại bán tử đâu? Dạ. Đi giết vũ hạc. Dạ. Đứng lên. Dạ. Còn các người ai dám đi? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Không coi gia pháp ra gì à? Tướng nương phạm tội gì mà phải xử chết hả? Không phải mọi người đều muốn cổ chết sao? Thế giờ giả giờ là Bồ Tát sống hả? Được. Mọi người đều là Bồ Tát. Chỉ có một mình ta ác thôi. Nói thật đi đại phu nhân. Có phải đưa con bé đó về làm thiếp là chủ ý của tỷ không? Vì tỷ thấy lão gia đối xử tốt với muội và vị phu nhân hơn. Vị tỷ, trước đây tỷ nói với muội như thế nào? Tỷ nói cái mệnh của lão gia trong phòng của đại phu nhân bao nhiêu năm rồi chưa có phơi. Nó chỉ toàn là muội thôi. Tỷ có nói như vậy hồi nào đâu. Được rồi, muội đừng nói nữa. Gia nhân đang nhìn kìa. Muội biết tỷ sợ bà ta. Muội không sợ. Vì muốn có tình yêu của lão gia, có những người làm gì cũng có thể làm. Mùi không dễ bị thiệt thòi đâu. Thiếu quân, đưa Tam Nương về phòng đi. Ai dám đụng tới ta? Không được. Lão gia là do tỷ giết. Ông chủ Tống cũng là do tỷ hại chết. Mọi người có từng nghĩ lão gia chúng ta chết lâu như vậy rồi, vậy thì tại sao hồn ma của lão gia có hiện về hay không? Hả? Là lão gia muốn nhắc nhở mọi người ở trong Bạch gia có kẻ ác. Nếu như có người còn không chịu buông bỏ vị trí đương gia ra thì lão gia sẽ vẫn còn về và về hết lần này tới lần khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.